Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các nhà vườn trồng mai trên địa bàn tỉnh lại tất bật cho vụ mai Tết. Dù còn đó nỗi lo lắng nhất thời về thị trường, nhưng đối với người trồng mai, chơi mai thì đây vẫn là thú vui lâu dài. Nhiều phiên chợ hoàng mai cũng được tổ chức tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trồng mai và cũng là dịp để người dân tham quan những gốc mai đẹp và độc đáo của xứ Huế trước thời điểm bung nở báo hiệu Tết đến xuân về. Với kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó nghề trồng mai, anh Trương Công Huy, chủ một nhà vườn tại thị xã Hương Thủy, bắt đầu những công đoàn tỉa lá mai, chăm gốc, vào chậu khoảng 70 gốc mai vàng để cung cấp cho khách hàng. Thời tiết khá thuận lợi cùng với kinh nghiệm chăm sóc của các nhà vườn nên mai vàng năm nay hứa hẹn sẽ đồng loạt khoe sắc vào đúng dịp Tết. Tùy nhà vườn, tùy thời điểm để mà cắn lặt chuồng lá để cho cái hoa trồng Tết. Còn nói như lượng hoa năm nay thì hầu như là ai vườn nào cũng đạt hiệu quả. Nhưng điều cũng do là có thời đại cái giai đoạn này là hơi nắng hơi ấm thì cũng có một số là nở hoa trước. Và có những cái dòng hoa thì nó dài, nó lâu nở thì có thể đạt trúng hoa mà tỷ lệ thì cũng được khoảng được 60-70%. Không chỉ là thú chơi của người Huế mà từ nhiều năm qua loài cây cảnh này còn đem lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn, không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng với phiên chợ Hoàng Mai Huế, quy tụ hàng trăm gốc mai quý có dạng thể độc lạ. Đặc biệt, nhiều gốc mai từng đạt giải trong cả cuộc thi Hoàng Mai Huế năm nay tiếp tục trình làng với những thể dáng ngày càng hoàn thiện hơn. Phiên chợ thu hút đông đảo khách tham quan, chủ nhà vườn và người dân có nhu cầu chơi hoa cũng là minh chứng cho sự thành công của Huế trong việc gìn giữ và phát triển nguồn gen bản địa đặc hữu, thường gọi là Hoàng Mai Huế, góp phần phục vụ phát triển sản phẩm Hoàng Mai Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, là sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, có giá trị văn hóa và kinh tế cao. Năm nay mình thấy là cái hoàng mai nó phát triển rất là tốt, thấy thời tiết rất là đang tạo điều kiện cho anh em gia vườn của cây mai. Phải là giờ từ nụ về bắp nó rất là sáng, đang chuẩn bị là đón một mùa xuân rực rỡ trên xứ sở Thừa Thiên Huế. Kết hợp với cái việc thành lập hội thì chúng tôi tổ chức các cái phiên chợ bên lề các cái đại hội, thành lập các chi hội để nhằm quảng bá các cái thương hiệu và tạo ra một cái phong trào khuyến khích cho những người đam mê sản xuất cây mai vàng để có thể triển lãm những cái tác phẩm mai vàng đẹp và từ đó là đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá cho cái sản phẩm mai vàng, hướng đến là cái sản phẩm mai vàng trở thành một cái sản phẩm chủ lực của tỉnh và xây dựng cái nền văn hóa chơi mai, đam mê mai và đưa cái phong trào mai vàng trượt ngọt cũng như là cái thương hiệu Hoàng Mai Huế đạt được một cái mục tiêu cao hơn, đó là lan tỏa và đưa sản phẩm mai vàng đến với thị trường trong cả nước. Tuy thời tiết thuận lợi, hoàng mai được dự báo sẽ nở đẹp đúng dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn cũng chia sẻ, xu hướng tiêu dùng những năm gần đây cũng bị ảnh hưởng nhiều do tình hình kinh tế nên thị trường vẫn trầm lắng. Dù hồi hộp nhưng đến thời điểm này, người dân trồng mai vẫn giữ tâm thế phấn khởi nhộn nhịp, hy vọng về một mùa mai Tết với thời tiết thuận lợi, có thu nhập, đón một năm mới no ấm đủ đầy.